Thì khi các bạn có cái này rồi thì các bạn sẽ bắt đầu thấy ra là trời ơi mình đã có bản vẽ rồi. Cái quan trọng nhất là nếu bạn không có cái bản thiết kế đấy ấy, thì tôi cá với bạn rằng là gì? Là bạn vừa làm bạn vừa phá. Nhưng mà nếu bạn có thiết kế, bạn ưng ngay từ lúc mà bạn thiết kế thì từ đấy rồi bạn lúc đấy bạn sẽ xây dựng lên tuyệt vời. Thì hey, tôi xin phép để chia sẻ với các anh chị về cái 8 bước mà cái xây dựng cái hệ thống này. Thì bước đầu tiên tôi làm Đây bước số 1 Vẽ ra sơ đồ cơ cấu tổ chức Bộ máy quản trị mà mình mong muốn Mình giống như cũng bản vẽ thiết kế Bao nhiêu trong số các anh chị hiện nay Chúng ta chưa vẽ ra một cái bản sơ đồ Cơ cấu tổ chức quản trị cho công ty mình Giơ tay cho tôi xem ạ à, Giống chúng tôi Như vậy cái tại thời điểm đấy chúng tôi không có Không có tất cả là làm theo kiểu dạng khẩu lệnh Và nhiều lúc là không có vai vế rõ ràng gì cả Oh, cứ vào làm thôi, làm suốt 10 năm trời là tất cả dưới sự chỉ đạo của anh 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 năm đó. Thế vậy thì tôi về bỏ không được. Tôi là đề nghị phải thiết kế ra để trên là ai, dưới là ai, các bộ phận chức năng là ai, phải có trên có dưới chứ. Phải respect authority, tức là trong kinh thánh có nói là phải respect authority, tức là phải tôn trọng thứ bậc. Mà tôn trọng thứ bậc ở đây thì vậy thứ bậc ở đây là ai? Ai là cấp trên của tôi? Ai là cấp dưới của tôi? Ai là ngang cấp của tôi? ở đời phải biết mình là ai chứ thế thì thành ra là lúc đó tôi mới vẽ ra một cái sơ đồ cơ cấu tổ chức như này và cái này cực kỳ quan trọng đấy nhá cái này nó sẽ định hình về vấn đề xây dựng hệ thống quản trị bài bản bền vững đây tôi vẽ cái sơ đồ cơ cấu tổ chức nguyên bản lúc mà tôi bắt đầu về về sau thì tất nhiên nó sẽ thay đổi một chút nếu mà ai học lớp business kingdom của tôi thì các bạn sẽ có đầy đủ hơn nhưng mà trước mắt tôi vẽ được như này đã đó. đây là phòng đấu thầu dự án vì công ty tôi là công ty xây lắp Cho nên phòng đấu thầu dự án này chính là phòng sale Rồi phòng tiếp theo là phòng thi công Hay là bộ phận thi công Bộ phận thi công này chính là bộ phận để tạo ra sản phẩm đây Đúng không? Là chính là sản xuất Và phòng thứ ba là phòng tài chính kế toán Phòng thứ tư tôi để là phòng hành chính nhân sự Về sau thì còn có an đi nữa Nhưng mà lúc đầu thì tôi vẽ đúng nguyên bản như này Thế thì À như vậy tôi thiết kế ra như này để làm gì đây tôi bắt đầu phân định ra đây bộ phận này tuyến này là tuyến gì đấy đây là cái phần này ấy. tôi xác định đây chính là ownership owners những người chủ à, những người chủ còn ở dưới này, ấy, này đây là management ban điều hành hay là ban giám đốc gồm có giám đốc, sau này mai còn có các phó giám đốc nữa ở dưới này. Đúng không? Rồi đây là các trưởng phòng và những các cái chuyên viên ở trong phòng này. Yes, thì tôi gọi cái bộ phận này là bộ phận quản trị và những người đứng ở đầu của vị trí này này, rồi giám đốc, phó giám đốc ở đây, ấy. thì những người này gọi là trong ban giám đốc điều hành, những người chủ chủ chốt và họ là những người thừa lệnh của bên bộ phận này. Bộ phận này sẽ đưa ra chính sách, đưa ra con đường, đưa ra chiến lược. Để còn điều hành trực tiếp phải là ở dưới này Và đây chính là cái thiết kế quan trọng Bởi vì rất nhiều người không có ở cái phần trên Chỉ có ở đây thôi Người ta là chủ doanh nghiệp Người ta mặc định người ta là giám đốc Và họ nếu họ là giám đốc như vậy Họ là huấn luyện viên Và cho nên họ cứ mãi mãi phải điều hành Yes Nhưng mà thưa các bạn Thực ra nếu mà các bạn là giỏi Để xây dựng hệ thống sau đó Thì cắt đặt là cái người vào đây Rồi dần dần bạn sẽ gì rút ra khỏi hệ thống bao nhiêu trong số các anh chị hiểu điều này giơ tay và nói tôi. tôi rồi thế thì khi mà tôi về tôi thiết kế ấy, thì lúc này hội đồng quản trị gồm có ai là gồm có này anh năm này chị đường này và tôi này thế thì ba người đây đều là gia đình nhà tôi xuất phát từ công ty gia đình mà ở đây có ai giống giống như chúng tôi không? xuất phát từ công ty ấy. ok thì đấy thì chúng tôi xuất phát từ những công ty này và sau đó thì đây là ông năm rồi và đây là tôi, tôi bố trí tôi là đây. Và lúc này bà Đường lúc đấy là phụ trách về vật tư, phụ trách về nhân công cho bên chỗ khối xây lắp thì tôi để bà ấy vừa là kiêm luôn là chị Đường là trưởng ban kiểm soát nội bộ để được kiểm tra tất cả các ông từ dưới này trở xuống. Anh chị hiểu với tôi không? Tôi là kiểm tra tất cả để báo cáo cho hội đồng quản trị để nắm được những cái tình hình và một ngày nào đó khi các anh chị lớn lên thì bộ phận này thậm chí là chuyên trách nhưng chúng tôi trước đây không phải chuyên trách nhưng về sau chúng tôi bộ phận chuyên trách và bây giờ có hàng hơn chục người nằm trong bộ phận này để đi kiểm tra các cái đơn vị của tập đoàn để báo các cho hội đồng quản trị để chủ tịch biết để phó chủ tịch biết và từ đấy rồi chúng tôi mới biết được giám sát được những ông này có làm tốt hay không OK rồi <laughs> ngày xưa ấy, CEO ấy, ông năm ấy, thực chất là CEO đúng không? nhưng mà vì lúc đó ông năm không đứng tên mà nhờ một anh khác đứng tên là anh ấy tên là anh tám nhưng thực chất đây là ông năm đó ông năm ông năm mới là thực chất điều hành còn ông tám là đứng tên để ký tá hợp đồng thôi đó thế còn các phòng này thì chúng tôi khi vẽ ra cái này thì chúng tôi bó đũa chọn cột cờ tức là không tuyển ai lúc đấy hết chưa tuyển ai cả rất nhiều người sẽ có sợ này thấy ơi bây giờ doanh nghiệp của em có chục người hoặc có khoảng tầm hai chục người bây giờ thầy bảo em bố trí lấy ai để bố trí đây mà em tuyển thì bây giờ em tuyển quỹ nương nó phòng lên thì lúc đấy em làm sao mà sống nổi yes vậy bí quyết của chúng tôi là gì từ từ hãng tuyển phải dựa trên cơ sở cái nguồn lực hiện tại để các bạn sẽ bố trí là chọn lựa ví dụ bộ phận này thì chúng tôi thấy rằng có khoảng tầm ba người trong ba người đấy thì có tức là có một cái chị tên là chị Mùi là rất giỏi giỏi nhất trong đấy đưa chị lên là là nhóm trưởng hay là gọi là trưởng trưởng bộ phận đó thế thế rồi sau đó cái bộ phận thi công này có nhiều kỹ sư gọi là kỹ sư hạng 2, kỹ sư hạng 3, kỹ sư hạng 4 tại sao lại hạng 2, hạng 3, hạng 4 bởi vì hạng nhất nó ở mẹ Hà Nội rồi giặt <laughs> về Đông Anh toàn hạng 2, hạng 3, hạng 4 tức là kỹ sư theo kiểu dạng là học kém hoặc là kiểu dạng khó xin việc hay là kỹ sư tại chức hoặc là trung cấp Thế thì trong số những thằng cha đấy thì Thằng cha mà có Bằng Cấp Chính quy Là gọi là khá nhất ở trong đấy và cũng có tuổi cứng cứng một chút là ông Điểm sinh năm 78 Ông này học Gọi là ông học Thủy Lợi Cho ông này vào đây, anh Điểm Là trưởng Để có cái thằng để mình còn tóm tóc Để làm gì các bạn Tóm tóc Tức là chúng ta phải tóm nó để có thể là giao thông qua nó, giao bàn nó Ồ, Thôi thì lúc ban đầu có thể nó yếu đấy nhưng mà thôi mình cứ bố trí vào đấy để là để nó phụ trách, xong dần dần đào tạo dần. Yes, phòng tài chính kế toán lúc đó vẫn là anh Trinh. Thực ra phòng tài chính kế toán lúc đó chỉ có hai người thôi. Anh Trinh là bạn của ông Năm, học cùng với ông Năm. Nhưng mà ông này ở cùng thôn với chúng tôi, không học tài chính kế toán, như ông chỉ đi học sơ cấp kế toán thôi. Nhưng mà ông học trường cao đẳng du lịch và thương mại ở chỗ dưới cầu giấy ấy. Đấy. Thế thì vì ông ấy là bạn, cho nên là để ông giữ hôn cho yên thân thông thường chúng ta có xu thế là chọn những người thân quen để giữ tài chính cho nó yên tâm yes ok thường như vậy thế còn thủ ở đây có thủ quỹ là cháu hiền là cháu dâu của đường đấy. À, thế thì đấy là bên bộ phận tài chính kế toán thế còn bộ phận hành chính nhân sự lúc đấy chúng tôi là gì là không có bộ phận hành chính nhân sự thì tôi về tôi thành lập thì lúc đấy có một bạn tên là Giang là cháu này là cháu trai chuyên đi đưa văn thư đi đưa những các cái tài liệu các thứ cho các đối tác thì đưa nó vào đây Đấy. thế và tôi bắt đầu là đề nghị với ông Năm là thôi thì bây giờ cái nhà máy rượu lúc đấy bắt đầu đang xây dựng thì có anh Niu Phạm Ngọc Niu là giám đốc nhà máy rượu thì ông đấy đang làm dự án chưa có hoạt động gì nhiều thì thôi bố trí à thôi động viên ông ấy đứng đứng ở cái vị trí này để làm gì để các công tác tuyển dụng này ma chay hiếu hỉ này các thứ là ông ấy là đứng lên để lo hết công đoàn cũng biết các thứ để đưa ông vào đấy đúng không thế và đưa thêm hai người lái xe lái xe của ông năm và lái xe của bà nhật à, của ông ông nhật là đưa vào đây là lái xe này bảo vệ cũng đưa vào đây tóm lại là gộp hết lái xe bảo vệ rồi văn thư các thứ là đưa hết vào đây được không các chị để có đầu mối mà quản lý nó trực thuộc đâu đúng không ở đời phải biết mình là ai chứ mình ở đâu mà cấp trên của mình là ai chứ cho nên là sẽ không có ai có cái chuyện là chủ tịch quản lý trực tiếp cả rất khổ là nhiều lúc là cái gì cũng phải đưa lên chủ tịch cái gì cũng là mẹ cứ phải đến gặp trực tiếp chủ tịch ấy như vậy là không được phải làm sao phải có thứ bậc yes à, thì đây đấy cái ban đầu là các bạn cần phải làm thế nào để có được cái này cái đã đó thì khi các bạn có cái này rồi thì các bạn sẽ bắt đầu thấy ra là Trời ơi mình đã có bản vẽ rồi Ở đây ai đã từng xây nhà cho nhà riêng của mình rồi nhỉ Đã làm nhà riêng rồi giơ tay này cái Tức là đã từng làm nhà riêng rồi giơ tay này cái Thì khi bạn làm nhà riêng rồi Thì bạn biết đấy Bạn đầu tiên bạn phải tưởng tượng xem bạn muốn cái ngôi nhà mình như thế nào ờ, Bạn muốn là nó kiểu gì Sau đó bạn sẽ phải thiết kế Phải làm sao các bạn Thiết kế Thiết kế thì không có nghĩa rằng bạn thiết kế xong cái là xong cái ngôi nhà ngay Không có đâu Thiết kế xong bạn phải thi công Phải làm gì? Thi công. Phải thi công Và bạn có thể thi công móng này Thi công là hạng mục xây thô này Xong rồi thi công mái này Xong rồi thi công các cái hạng mục bên chỗ nội thất này Rồi cơ điện này Yes Có thể bạn phải mất hàng năm trời Thậm chí 3 năm trời bạn mới xây dựng xong Và cái quan trọng nhất là Nếu bạn không có cái bản thiết kế đấy ấy, Thì tôi cá với bạn rằng là gì? Là bạn vừa làm bạn vừa phá đó. vừa làm vừa phá vừa đập yes có khi là xây xong rồi bạn lại không thể ưng lại đập nhưng mà nếu bạn có thiết kế bạn ưng ngay từ lúc mà bạn thiết kế bạn sửa vẫn như bản vẽ thiết kế này luôn này thì từ đấy rồi bạn lúc đấy bạn sẽ xây dựng lên tuyệt vời